Thưa các bạn, Mitsubishi Xpander vừa mới chốt giá bán chính thức là 620 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản thấp hơn là 550 triệu đồng. Như vậy, giá bán cơ bản không thay đổi quá nhiều so với cái giá công bố cách đây không lâu. Và một cái điều khá là đặc biệt, mẫu xe này trong thời gian vừa qua đã thu hút rất nhiều cái bình luận bởi vì cái thiết kế lạ mắt, một cái không gian tương đối là rộng. Và đặc biệt, mẫu xe này thường sẽ được so sánh với những mẫu xe như Suzuki Ertiga hay là Kia Rondo, và sắp tới sẽ là Toyota Avanza. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bình luận nói rằng mẫu xe này đôi khi phải so sánh với Thánh Innova một chút. Và để biết mẫu xe này như thế nào so với tất cả những các cái tên nhắc vừa rồi, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Xpander với một ngoại hình rất lạ mắt. Có lẽ cũng không phải nói nhiều về cái thiết kế của Xpander nữa, các bạn sẽ thấy được một cái kiểu dáng gọi là lạ mắt. Những ai thích những cái việc góc cạnh, thiết kế góc cạnh thì tôi nghĩ rằng nó sẽ ấn tượng. Và ngược lại, cái chi tiết đầu tiên thì rất dễ nhận thấy là cái lưới tản nhiệt và cái thiết kế phần đầu này, chữ X. Xpander với chữ X này, tôi cam đoan với các bạn rằng các bạn sẽ không phải lắp thêm chữ Discovery, rất nổi tiếng, rất phổ biến trong thời gian vừa qua. Và chi tiết mà tôi muốn nói đến đấy chính là hệ thống đèn. Và hệ thống đèn ban ngày đã được chuyển lên đây. Đây có lẽ cái chi tiết rất thú vị khi mà đèn pha, đèn chiếu xa chiếu gần lại được đẩy xuống đây. Một chiếc đèn gầm nữa. Và đèn báo rẽ ở đây nha các bạn. Tuy nhiên thì với quan điểm của Hùng thì với một chiếc đèn như thế này, về thiết kế lạ mắt nó tạo cái sự lạ và mới mẻ với một mẫu xe. Tuy nhiên về công năng sử dụng thì chúng ta sẽ thử trong phần sau. Nhưng về thiết kế này thì các bạn có thể thấy được cái mặt của đèn khá là to. Đây Hùng để một cái iPad mini và nó rất to. Với cái thiết kế hạ thấp xuống mặt to như thế này thì chúng ta đi, Hùng cũng xin lưu ý rằng nếu đi vào đường bẩn thì cũng phải lưu ý chúng ta sẽ phải vệ sinh thường xuyên, nếu không nó sẽ bị bẩn và giảm cái cường độ chiếu sáng đi. Mặt khác thì khi chúng ta tiến lùi hoặc đi những cái con đường đá thì nếu như có những cái viên đá đó bay bột vào như thế này, viên đá nhỏ bay như thế này, thì khả năng xảy ra việc vỡ là hoàn toàn có thể. Các bạn có thể quan sát phần hông xe của Xpander thì sẽ gợi nhớ chúng ta tới một cái kiểu dáng của mẫu SUV. Đấy chính là Pajero Sport mà chúng tôi cũng đã giới thiệu trong chương trình Auto Daily rồi. Và cái chiều dài tổng thể của mẫu xe này nó rơi vào khoảng 4m4. Tuy nhiên, cái chiều dài cơ sở nó lại có chiều dài tới 2m775. Đó chính là điều tạo nên một cái không gian bên trong tương đối tốt mà ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Hùng đã đang ngồi ở hàng ghế thứ 2 rồi thưa các bạn. Và như các bạn đã thấy đấy, khoảng trống đầu. Wow. Gần một gang tay thưa các bạn. Khoảng trống phía trước của đầu gối rất tốt. Đây là chiếc ghế này đã được điều chỉnh ngả ra rất nhiều. Còn nếu như ngồi vị trí bình thường thì nó sẽ như thế này. Đẩy lên một chút nữa, rất là rộng. Wow. Và đầu gối thì sao? Tư thế của đùi và phần chân phía dưới như thế này sẽ rất thoải mái hay như thế này? Rất tốt, cái góc này thực sự là tương đối tốt. Và một chiếc sàn khá phẳng, chúng ta có thể ngồi được 3 người như thế này nha các bạn. Và dây an toàn của vị trí ngồi giữa là đây. Đương nhiên rồi, cái thiết kế này nó sẽ giữ người tốt hơn so với việc mà chúng ta quàng qua bụng như thế này. Được dắt gọn gàng lại như thế này. Và chiếc ghế này thì các bạn có thể tiến lùi. Việc điều chỉnh tiến lùi này để tạo thêm cái không gian cho hàng ghế cộng 2. Ngả lưng tựa lưng, nếu như chúng ta đi xa thì chúng ta ngả ra như thế này, ít người, độ ngả tương đối tốt, ngồi như thế này. Thậm chí chúng ta có thể để tay ở một cái bệ thì tay và giật khá mạnh. Wow. Và ở đây sẽ lộ ra một cái khoảng trống. Cái khoảng trống này giúp chúng ta có thể để những cái vật dụng dài. Và có lẽ điều ấn tượng nhất đối với Hùng chính là cái hệ thống dàn điều hòa. Thực ra thì cái thiết kế này trông nó hơi giống xe khách. Những chiếc xe 54, 3, 29, 54 chỗ gì đó. Vâng, gió thì không phải nghĩ. Nhưng mà về thẩm mỹ thì Hùng nghĩ là nên có một cái trông nó điệu đà hơn. Và nên nhớ rằng ở hàng ghế thứ 3 sẽ không được bố trí. Tuy nhiên tại cái dàn gió này thì chúng ta có thể điều chỉnh như thế này này. Đấy, thì gió nó sẽ hướng ra phía sau rất tốt. Còn hai cửa gió hai bên thì Hùng sẽ dành cho Hùng và một người ngồi bên đây. Vâng, và có lẽ là
những cái chi tiết rất được quan tâm trên cái mẫu xe này đấy chính là cái các cái ngăn chứa đồ, các cái vị trí chứa đồ thì ngay ở bên cửa. Chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có thể để tới 3 chai nước. Vâng, 3 chai nước như thế này. À, 3. À, phía ở trên đây là có một cái khe, chúng ta có thể dắt được những cái vật gì đó như cái điện thoại chẳng hạn để nhanh ở đây. Và thiết kế của cửa xe thì đã được đệm thêm một miếng nhựa giả gỗ thì phải. Cũng có, trông nó cũng khá đẹp mắt đấy. Ở phần tựa lưng ghế trước, chúng ta có thể để đồ như thế này. Nhưng mà bên ghế lái sẽ có thêm những cái ngăn ở phía trên, rất là tiện dụng. Hàng ghế này gặp bằng một chiếc lẫy ở đây. Một chạm, tưng 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 tưng, một ngón lên không? Hơi nặng một chút. Đấy, không sao. Mình là đàn ông mà, chiếc ghế đấy cũng nhẹ nhàng thôi. Và bây giờ mình ngồi ở hàng ghế thứ 3. Và thưa các bạn, đây là tư thế ngồi có thể nói là với diện tích hẹp nhất, không gian hẹp nhất. Và Hùng sẽ phải điều chỉnh cái hàng ghế thứ 2 lên một chút. Cái khoảng cách này thì người ngồi ở hàng ghế thứ 2 cũng rất là ok. Và bây giờ Hùng đã có thêm không gian. Chúng ta phải tìm mọi cách xoay sở chứ. Đấy, đây. Thêm cái tựa đầu này. Hàng ghế ngả hết cỡ xem như thế nào. Độ ngả cũng khá tốt. Và bây giờ thì vị trí tốt hơn rất nhiều rồi. Như các bạn có thể thấy thì người lớn như Hùng cũng khá to béo đấy. Thì ngồi cũng ok. Và chiếc đầu gối của chúng ta đối với những cái hành trình dài thì khó mà để như trụm vào được. Chắc chắn chúng ta sẽ phải bành ra như thế này. Và với Hùng thì nếu như Hùng ngồi sẽ phải như thế này. Chấp nhận được các bạn. Chấp nhận được. Tất nhiên chúng ta phải cân đối các cái vị trí với nhau. Ở đây thì có cái vị trí để chai nước này. Hàng ghế thứ 3. Một cái đầu ra 12V. Đây, giật lên như thế này. Tuy nhiên chúng ta sẽ dùng một cái để chuyển đổi để có thể sạc được những chiếc điện thoại. Và ở hàng ghế thứ 3 thì có một điều khá hay. Đấy là có một cái ô cửa kính. Như Hùng đã nói từ phần thiết kế ngoại thất ấy, thì các cái ô cửa kính khá là rộng, khiến cho mình ngồi bên trong cũng cảm thấy thoải mái. Ví dụ như một ngôi nhà chúng ta trang bị nhiều cửa sổ thì cũng có một cái cảm giác là thoáng hơn. Và ngay vị trí này, luồng gió, luồng gió từ cái hệ thống điều hòa kia nó thổi khá là mạnh ra phía sau. Như vậy là gió và cái nhiệt độ mình nghĩ rằng là cũng sẽ chấp nhận được đối với một cái mẫu xe 5+2+7 như thế này. Xe đa dụng thì chúng ta sẽ quan tâm đến không gian chứa đồ. Và khi là Hùng đã dựng tất cả hàng ghế lên, chúng ta còn cái diện tích như thế này. Bây giờ Hùng sẽ ngả xuống, đặt ngang như thế này thì không biết là có vừa không. Mình nghĩ là không vừa rồi. Cái valley này cũng khá lớn thì chúng ta sẽ gặp hàng ghế này lại. Không gian tương đối rộng như các bạn thấy. Đây. Vali nặng kéo. Chỉ cần kéo như thế này thôi. Không sợ. Với cái lớp nỉ như thế này thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải phủ một cái lớp gì đó ở trên để bảo vệ. Bởi vì nếu không nước hoặc một cái gì đấy bẩn ra thì sẽ khó vệ sinh. Cũng đa dụng trên mẫu Expander này là gì? Là một hệ thống ngăn đồ với một chiếc nắp bằng, không phải bằng nhựa các bạn ạ. Tôi nghĩ là bằng ván ép. Bây giờ đúng là tối ưu vì giá có khác. Mọi thứ đều rất tối ưu. Và ngăn chứa đồ này tôi có thể để một cái chân máy ảnh tương đối dài, một đôi dép và những đồ ăn nhẹ. Con trai tôi sẽ rất thích những chi tiết này. Và hai cái hộc ngăn hai bên chúng ta có thể để chiếc dép. Vâng thưa các bạn, 620 triệu chúng ta có một cái không gian tương đối là đơn giản. Nhưng thực sự mà nói, đây có thể nói là một cái thiết kế mạch lạc và khá là bắt mắt so với các cái dòng xe Mitsubishi hiện đang có trên thị trường trước đây. Chúng ta có thể thấy những cái đường giả chỉ này, một lớp nhựa chắc chắn. Vâng, ốp kiểu gỗ này, một cái nẹp. Và wow, chắc, cực kỳ chắc luôn. Chất liệu có thể nói là tốt. Tất nhiên chúng ta sẽ phải dùng một thời gian rất dài chúng ta mới có thể đánh giá chính xác được cái chất lượng của các cái vật liệu này. Nhưng mà cảm nhận ban đầu là tốt. Một chiếc màn hình khoảng 6,2 inch. Và chúng ta có thể chỉnh có cảm ứng không? Có cảm ứng. Và cũng khá nhạy. Độ phân giải thì khó có thể đòi hỏi cao với một cái mức giá như vậy. Và màn hình này được tích hợp camera lùi nha các bạn.
tôi có thể điều khiển như thế này, 1, 2, 3. Và phải mất đôi 3 giây gì đó thì camera mới kích hoạt. Điều này hơi chậm so với tốc độ chuyển số của tôi. Và một chiếc vô lăng tiền tỷ. Tôi gọi là vô lăng tiền tỷ bởi vì nó khá giống chiếc Outlander. Trên vô lăng có điều chỉnh hệ thống audio này, và có cả hệ thống cruise control nha các bạn. Hệ thống cruise control này, hệ thống ga tự ga tay, chúng ta có thể cài đặt được. Nhưng mà chúng ta phải nhìn trên đồng hồ analog chứ không phải đồng hồ digital. Có nghĩa chúng ta phải 80, chúng ta phải đặt chân ga lên 80 để có thể thấy được. Chất liệu nỉ là bọc trên tất cả các ghế, nỉ này sờ vào khá lì. Nhưng với cái màu như thế này thì tôi nghĩ chúng ta đều phải bọc da hết mà thôi. 5 triệu da rẻ, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu da hạng trung chúng ta có thể mua và thay thế được. Và xe thì có start stop, có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Và hệ thống điều hòa thì là hệ thống điều hòa một vùng, 620 triệu, không đòi hỏi được quá nhiều với một mẫu xe 7 chỗ. Nhưng điều mà tôi muốn nói đến đấy chính là các cái ngăn chướng đồ. Có lẽ tôi sẽ phải bỏ chiếc kính râm vào đây. Rất là rộng đúng không? 2 chiếc, 3 chiếc. Không có chiếc kính trên này nhưng chúng ta có thể để vào đây. Và một hộp. Wow. Bim bim. Thiết bị làm việc, cốp rất rộng. Và có một cái ngăn chứa đồ dưới đây nữa. Tôi đã chuẩn bị sữa cho con trai tôi, bánh skirt. Chiếc hộp này thì để mà nói về chất lượng hoàn thiện thì không phải là tốt, bởi vì là giá rẻ mà. Nhưng mà để mà dùng thì tôi nghĩ là cũng dùng được. Ghế thì chỉnh cơ hoàn toàn. Và quay trở lại chiếc vô lăng, tôi có thể điều chỉnh nó 4 hướng nha các bạn. Kéo ra, đẩy vào, gật gù, chỉnh cơ thôi. Và ngăn chứa đồ thì phải nói là miên man. Mẫu xe này ngăn chứa đồ phải nói miên man. 1, 2, 3, có thể đặt 3 chai nước ở đây. Điện thoại có thể đặt đây, điện thoại có thể đặt đây. Wonder Farm có thể đặt đây. Rất nhiều, điện thoại có thể đặt đây, dắt ngang bên này. Quá nhiều thứ, có nhiều chỗ để có thể mà dắt. Và khe USB thì là đây ạ. Và một khe thôi. Tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ đấu thêm một cái rắc chuyển đổi. Nó nằm ở đây, tiện hơn rất nhiều. Và hộp chứa đồ thì sao? Đây ạ, tự động nha. Rồi. Ví đây. Hơi tiếc một chút là cái hộp chứa đồ này tôi không đủ độ cao để đặt. Và khi mà lái xe trong phố thì chúng ta sẽ không có cái vị trí tay nghỉ này nó tốt. Và tôi sẽ ngồi xuống tôi nói chuyện với chiếc cần số của tôi. Một chiếc cần số phải nói là rất đẹp. Tôi nghĩ rằng đây là một chiếc cần số rất đẹp trên mẫu xe này. Một cái điểm mà rất thích. Cần số là hệ thống chuyển số thẳng, hộp số 4 cấp. Và đối nghịch với nó, tương phản với nó là một chiếc phanh tay to, phải gọi là ngoại cỡ. Tôi không hiểu tại sao nó lại to như thế này, nó lại đặt bên phải. Và đây tôi sẽ làm một phiếc so sánh nha các bạn. Nó đang đúng cái cẳng tay của tôi. Vâng, thưa các bạn, công suất của Mitsubishi Xpander thì tương đối là khiêm tốn do cái dung tích động cơ nó vừa phải, 1.5. Và công suất là 103 mã lực tại vòng tua khá cao, một con số tới 6.000 vòng phút. Và mô men xoắn cực đại cũng chỉ 141 Newton mét thôi tại vòng tua 4.000 vòng. Tuy nhiên nếu như so với trọng lượng thì chúng ta có một cái tỷ số công suất trên trọng lượng của Xpander tới 8.3 mã lực trên 100 kg. Còn nếu như so với đối thủ trực tiếp, đấy chính là Ertiga của Suzuki, thì cái con số đấy là khoảng 8.0. Và so với người khổng lồ lớn hơn một chút, chính là Toyota Innova, thì 7.94 mã lực trên 100 kg. Đấy là những chỉ số. Qua chỉ số đấy thì chúng ta có thể thấy được rằng không hề đơn giản. Và cái câu hỏi đối với cái Xpander này chính là leo dốc có khỏe không. Thì thưa các bạn, bây giờ thì tôi thử leo dốc với những cái con dốc ở Cát Bà, cũng cái đường ven biển. Độ dốc tôi nghĩ rằng nó khoảng 5-7% thôi. Và tôi đang đi ở chế độ D đây. Thực sự là nó cũng không có vấn đề gì cả. Nó vẫn leo được, có điều là leo không có sướng. Và như các bạn đã thấy thì đi cũng bình thường. 4 người trên xe, hành lý chất đầy cốp. 4 anh này thì cũng phải 70-80 cân. Và có thể nói là với các dòng xe của Mitsubishi thì tôi luôn ấn tượng với cái khung gầm của nó. Và với một cái mẫu xe 7 chỗ, tôi nghĩ là hiện tại phải chở tới 80% tải rồi.
Thì nếu như có thể so sánh trực tiếp với cái sản phẩm Innova thì cái sự linh hoạt khi mà đi qua cua như này tôi nghĩ là Innova khó có thể lại được. Chắc chắn là vậy, bởi vì với mẫu xe này tôi hoàn toàn có thể qua cua được ở tốc độ 80-90, mỏng tua máy khá cao. Và cái việc nó hơi rít bánh một chút do bị understeer với những cái mẫu xe cầu trước này thì mình có thể kiểm soát lại rất tốt đấy. Thực ra thì khi mà Hùng cầm lái cái mẫu xe này ấy thì cái điều khá bất ngờ là ở cái vòng tua thấp, khi mà chúng ta chạy ở tốc độ thấp từ 0 đến 20, 30, 40, 60, 70, ví dụ bây giờ đang đi khoảng 70 này, xe đi lại rất êm. Nó êm ở đây là như thế nào? Cái gầm của nó khá là êm. Và cái khả năng cách âm, phải nói là dòng xe của Mitsubishi khả năng cách âm rất tốt. Và cái hộp số 4 cấp thì nó lại chuyển khá là mượt. Đấy, rất kỳ lạ. Thực tế thì cái việc phối hợp giữa động cơ và cái hộp số nó sẽ mang lại được cái sự mượt mà đó. Và cái khả năng tăng tốc của nó khi giật cục thì sao? Thực tế thì Hùng vừa đạp thử tốc ga thì tua máy nó nhảy từ trên 2.000 lên đến 5.500 và nó kéo chiếc xe lên. Và tốc độ sẽ tăng từ 70 lên đến 100 cũng khá nhanh, nó không quá lâu. Nhưng có điều thì cái động cơ nhỏ này, cái tiếng gào nó nghe rất là rõ. 120 km/h. Thực sự là chạy một mình thì vẫn thấy ổn. Không biết full tải sẽ như thế nào. Đó. Khi đấy thì với cái mẫu xe khoảng loanh quanh 600 đến 800 triệu thì ở cái tốc độ này thì tiếng ồn gió nghe khá nhiều. Nhưng thực sự tiếng ồn từ gầm lên với Xpander lại không quá nhiều đâu. Ở cái mức phải nói là tốt. Thưa các bạn, với cái hệ thống đèn chiếu xa chiếu gần của Xpander thì tôi nghĩ rằng nó cũng đáp ứng đủ cái nhu cầu so với cái giá trị của nó. Và thậm chí ví dụ như tôi đang đi trên cái đường tối om như thế này này, đang sử dụng chế độ chiếu gần, chạy tốc độ khoảng 5-60, đường hơi cua một chút, nhìn chung là tôi thấy nó còn tốt hơn mẫu Cerato mà bạn gái tôi sử dụng. Và khi mà đường vắng thì chúng ta bật pha lên, nhìn chung đèn pha là hoàn toàn có thể chấp nhận được, không bị quá tối. Vâng thưa các bạn, 620 triệu cho những gì mà Xpander mang lại thì Hùng nghĩ rằng đây là một mẫu xe đáng để mua đấy. Và một cái điểm Hùng cũng rất quan tâm rằng mẫu xe này sẽ như thế nào sau 30, 50.000 km, thậm chí 100.000 km hoặc 2, 3, 4, 5, cũng như các cái vật liệu sau những thời gian đấy nó còn như thế nào. Thì Hùng rất mong rằng các bạn sau một thời gian sử dụng vui lòng hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách comment bên dưới clip nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.